Xin kính chào quý bạn và các vị. Ở đây mình đang có một tai nghe và các bạn thấy cái hộp của nó nhìn khá là đáng yêu. Nhìn người thì nói là giống cục, giống cái hình tàu vũ trụ. Người thì nói là giống như là Quân Y ở trong hoạt hình. Đây là tai nghe Honor AM12 và mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Sản phẩm này thì được xách tay qua cửa hàng Lộc Mobile. Đó, anh Lộc hôm qua thì tại buổi offline vật vờ có tặng 5 chiếc và mình cũng cuộm lấy một cái về sẽ khui hộp ra. Đó, sản phẩm này còn nguyên zin. Cách mở hộp nó rất hay. Ta sẽ mở cái nắp như tàu vũ trụ. À, chết mẹ, chưa bóc zin. Lộn, con tem ở đây. Đó, bóc lên nào. Tàu vũ trụ đã hạ cánh. Đó, và chúng ta sẽ lôi cái nhân của nó bên trong ra. Đấy, nó là một cái thỏi, nguyên một cái cục bằng nhựa, bằng cao su chứ. Ở đây mọi người sẽ có hai bên tai nghe và chúng ta sẽ tháo cái dây này ra. Sợi dây này thì chúng ta sẽ thấy là nó là làm trong suốt ở bên ngoài, bên trong là sợi được xoắn lại thì nó sẽ giúp ta cái độ bền tăng cao hơn và khó bị đứt hơn. Nhưng mà tất nhiên là giật hay là dùng kéo cắt thì nó vẫn đứt như thường rồi. Đậu xanh rồi má. Ở phía sau lưng của con tàu vũ trụ này thì chúng ta sẽ có hai cặp nút tai nghe để thay cho phù hợp với kích thước của mỗi người. Theo như cái lời của cái bạn nhân viên bên Lộc Mobile nói rằng cái kích thước của cỡ tai này thì vừa đút lỗ cho các bạn gái thôi. Lỗ của các bạn gái thì nhỏ vừa tầm như thế này. Bạn nam thì đút không vừa. Lỗ tai ấy thì tai con trai thường to hơn. Thì các bạn thấy là ban đầu đeo vào nếu không vừa chúng ta có thể thay thế kích thước được. Cái mình rất thích ở đây đó là cái đuôi tai nghe này. Cái phần tai nghe này nó là màu xanh, xanh nước biển. Đây là một cái màu sở thích của mình thôi, cũng có thể là các bạn không thích. Nhưng mà nhìn nó rất là trẻ trung, hiện đại và sáng sủa cái phần tai nghe lên. Ở đây cái tai nghe thì được làm từ kim loại và nhìn rất bóng bẩy và đẹp. Hoàn thiện của nó phải nói là cực kỳ tốt. Ở phía dưới chúng ta sẽ có cái cao su và để nối liền với lại cái phần dây. Thì cái phần dây này các bạn đã thấy là chúng ta có thể phần dây này chúng ta có thể hoàn toàn nhìn thấy cái lớp trong suốt và bên dưới được. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phím điều khiển bao gồm là phím tăng giảm âm lượng và một cái phím dừng. Cái phím dừng này chúng ta có thể sử dụng để nhận cuộc gọi hoặc là bấm giữ trên Android có thể nhận được cái tính năng Google Now để chúng ta có thể ra lệnh giọng nói, và đương nhiên vẫn có mic để có thể đàm thoại được. Phía đuôi là ra cắm tai nghe 3.5mm như thường lệ. Đối với chiếc tai nghe này thì cái khả năng và cái chất lượng hoàn thiện của nó là quá tốt trong tầm giá. Thì bên Lộc Mobile có đưa ra là 299.000. Thì chúng ta sẽ có một sản phẩm tai nghe với mức giá phải chăng mà được làm từ kim loại. Đặc biệt là những cái nơi như phần tai hoặc là cái nơi phần mic thoại chúng ta cũng là làm từ kim loại, phủ lên một lớp tráng cho nó bền bỉ và đẹp hơn. Ở phần dây thì cũng đã được làm hoàn thiện chống rối tốt trong. Và mọi người sẽ thấy là cái bản dây của nó chúng ta có thể xoắn lại và thay chúng ta giật thử thì nó vẫn rất chắc chắn. Về cái chất lượng âm thì các bạn có thể theo dõi thêm cái bài review của bạn Trần Trọng Hoàn ở trên group review dạo của mình lập ra. Ở đây thì 5 bạn trúng thưởng cái tai nghe ngày hôm qua thì đều sẽ có những bài review về chất âm và đánh giá về cái sản phẩm này. Như vậy mình hoàn thành xong cái video mở hộp giới thiệu cho mọi người về cái tai nghe Honor. Đây là tai nghe hiện nay thì chỉ có hàng xách tay thôi. Thì các bạn nếu muốn mua có thể vào website của Lộc Mobile để đặt mua. Hiện nay ai đặt mua sớm thì mới giá 299k. Còn sau khi hết đợt này thì có thể là giá sẽ tăng lên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.